Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Nu Skin 88. Chắc hẳn là trong thời gian vừa qua các anh chị đã nghe rất nhiều đến tên sản phẩm Life Park, là một loại thực phẩm chức năng làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn sức khỏe và làm đẹp. Chính vì thế mà trong video ngày hôm nay, Nu Skin 88 sẽ cùng các anh chị tiến hành đánh giá thực phẩm bổ sung Life Park để xem nó có thực sự tốt như lời đồn hay không. Và nếu muốn thì anh chị nên mua sản phẩm này ở đâu để đảm bảo về chất lượng và cam kết hàng chính hãng. Video ngày hôm nay cũng sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của anh chị về sản phẩm Life Park, nên đừng bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào nhé. Video ngày hôm nay của chúng ta gồm có 2 phần. Phần 1, Nu Skin 88 sẽ tổng hợp 5 yếu tố giúp anh chị đánh giá thực phẩm bổ sung Life Park có tốt hay không. Và phần thứ 2, em sẽ đưa ra những đánh giá của Nu Skin 88 thông qua quá trình tự sử dụng. Anh chị hãy cùng đón xem nhé! Anh chị thân mến, để đánh giá một sản phẩm bất kỳ nào có tốt hay không, chúng ta cũng có thể căn cứ vào 5 yếu tố sau. Thứ nhất, đó là ý tưởng nhà sản xuất hình thành nên sản phẩm. Thứ hai, là thành phần và công dụng của sản phẩm. Thứ ba, là điểm khác biệt mà chỉ sản phẩm này mới có. Thứ tư, là xu hướng tìm kiếm sản phẩm của mọi người hiện nay. Và cuối cùng, đó là những review đánh giá của những người đã sử dụng sản phẩm. Và hãy cùng xem 5 yếu tố trên sẽ được thể hiện như thế nào trong sản phẩm Life Park Nu Skin nhé! Yếu tố đầu tiên chính là ý tưởng hình thành nên thực phẩm bổ sung Life Park Nu Skin. Hàng ngày thì chúng ta cố gắng ăn thật nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, thế nhưng chúng ta không bao giờ hoàn toàn có thể tiêu thụ tất cả các loại ngũ cốc, rau, trái cây, thực phẩm giàu canxi và protein được. Để tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng, chúng ta cần một chế độ bổ sung dinh dưỡng đặc biệt giúp cung cấp cho cơ thể nhiều loại vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe tối ưu. Chính từ nhu cầu này mà Pharmanex Nu Skin đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bổ sung Life Park, trở thành một sản phẩm thiết yếu và rất cần thiết trong cuộc sống bận rộn ngày nay với sự kết hợp hoàn hảo của 60 chất chống oxy hóa trong cơ thể. Yếu tố thứ hai chính là thành phần và công dụng của sản phẩm. Thành phần của Life Park bao gồm 40 loại hợp chất chống oxy hóa và rất nhiều các loại vitamin đa dạng. Thực phẩm bổ sung này có công dụng chính giúp bảo vệ cơ thể, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào. Với hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống, chống lão hóa và bảo vệ tế bào bằng cách cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa và phytonutrient quan trọng như là axit alpha lipoic và catechin, hỗ trợ và tăng cường mạng lưới chống lại sự phá hủy của các gốc tự do với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hạn chế sự thiếu hụt dinh dưỡng hàng ngày do khẩu phần ăn không đủ gây nên. Và như các anh chị đã thấy thì đây chính là bảng thành phần của sản phẩm. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng sản phẩm chứa một hàm lượng vitamin B12 rất phù hợp và tốt cho sức khỏe của mình. Cụ thể thì vitamin B12 rất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể chúng ta. Nó giúp phát triển não bộ, ngăn ngừa thiếu máu và phát triển xương một cách khỏe mạnh. Và ngoài ra nó còn đem lại lợi ích ngăn ngừa các loại bệnh tật, giúp da và tóc được khỏe đẹp hơn. Yếu tố tiếp theo đó là điều riêng biệt chỉ có sản phẩm Life Park Nu Skin mới có. Có thể nói rằng đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có tác dụng bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể. Như chúng ta đã biết thì để đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, con người cần phải bổ sung nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, chế độ ăn hàng ngày không thể đáp ứng đủ nhu cầu này. Chính vì vậy mà Life Park đã bổ sung lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Sản phẩm Life Park đã được kiểm chứng khoa học giúp cung cấp các chất chống oxy hóa thể mạnh, đảm bảo cho cơ thể của chúng ta có thể hấp thu được mà không bị đào thải tự nhiên. Và một điểm đặc biệt nữa đó là sản phẩm này được đóng gói nhỏ gọn, dễ mang theo, cách sử dụng thì rất đơn giản và tiết kiệm thời gian. Yếu tố thứ tư giúp anh chị có thể an tâm tin tưởng vào Life Park Nu Skin đó chính là xu hướng tìm kiếm trên Google và Facebook về sản phẩm này. Cụ thể là trước hết trên Google, đây là trang tìm kiếm thông tin lớn nhất trên thế giới hiện tại. Khi tìm kiếm Life Park thì sẽ cho ra khoảng hơn 1 triệu kết quả trong vòng 0,43 giây. Đây là một con số rất lớn tương ứng với nguồn thông tin về sản phẩm này rất nhiều. Còn trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần tìm kiếm về thực phẩm bổ sung Life Park sẽ cho chị em rất nhiều kết quả về công dụng, những lợi ích mà sản phẩm này mang lại, cũng như là những review đánh giá của những người đã từng sử dụng sản phẩm. Và từ lượng tìm kiếm thì mới thấy được nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm của mọi người rất lớn và thực phẩm bổ sung Life Park luôn đứng đầu trong top các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Và anh chị thân mến, yếu tố cuối cùng giúp cho Life Park trở thành thực phẩm bổ sung số 1 đầy tin tưởng trong lòng người tiêu dùng đó chính là những review đánh giá thực tế của các khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Để minh chứng cho hiệu quả của thực phẩm bổ sung Life Park,
Nu Skin 88 xin được gửi đến các anh chị những đánh giá của khách hàng đã sử dụng thực phẩm bổ sung Life Park. Cụ thể thì chị Thanh ở Long An, buôn bán tại gia, năm nay 37 tuổi đã cho biết rằng công việc buôn bán này làm chị có chế độ ăn uống nghỉ ngơi không được hợp lý, thường xuyên phải ăn không đúng giờ, bỏ bữa, sức khỏe thì ngày càng giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, chán nản vào mỗi buổi tối. Cảm giác cơ thể thường xuyên nhức mỏi không lý do. Thế nhưng từ khi sử dụng sản phẩm bổ sung Life Park đến nay đã được 1 tháng, chị thấy sức khỏe của mình cải thiện lên rất nhiều, không còn cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống như trước đây nữa, cơ thể thì hoạt động một cách linh hoạt hơn. Anh chị thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết phần 1, tổng hợp lại 5 yếu tố đánh giá thực phẩm bổ sung Life Park. Và đến đây thì chúng ta có lẽ đã hoàn toàn yên tâm về độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm này. Và tiếp theo trong phần thứ 2, em sẽ đưa ra những đánh giá của Nu Skin 88 thông qua quá trình tự sử dụng để anh chị có cái nhìn thực tế hơn về sản phẩm này. Để tự mình chứng thực được những hiệu quả của sản phẩm cũng như là khẳng định xem thực phẩm bổ sung Life Park có thực sự tốt hay không thì Nu Skin 88 đã tự mình sử dụng trong vòng 30 ngày và kết quả bước đầu được thể hiện qua nhận xét như sau. Thứ nhất là về ưu điểm. Nu Skin 88 đã cung cấp chất dinh dưỡng toàn diện, sức khỏe cải thiện lên từng ngày, không còn gặp tình trạng mệt mỏi thường xuyên nữa. Ngoài ra thì sản phẩm này còn hỗ trợ miễn dịch cho cơ thể, không còn thường xuyên gặp những bệnh cảm cúm lặt vặt. Life Park Nu Skin cũng giúp chống oxy hóa, giảm bớt các vấn đề về lão hóa của cơ thể gặp phải, tối ưu dinh dưỡng đồng thời chống lão hóa các tế bào. Còn về nhược điểm thì sao? Nhược điểm duy nhất của thực phẩm bổ sung Life Park đến từ yếu tố bên ngoài, đó chính là giá thành. Tuy nhiên, bật mí một điều là các anh chị vẫn có thể hoàn toàn khắc phục được nhược điểm này nhờ việc đăng ký làm khách hàng thân thiết của Nu Skin 88. Thủ tục thì rất đơn giản, nhanh chóng và anh chị có thể mua sản phẩm với giá thành nhà phân phối bất kỳ một sản phẩm nào của Nu Skin. Hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ qua số hotline 083 551 9999 anh chị nhé. Vậy nên mua sản phẩm Life Park ở đâu là tốt nhất? Sau khi đã có cho mình câu trả lời cho câu hỏi thực phẩm bổ sung Life Park có thực sự tốt hay không thì chắc chắn là anh chị cần tìm một nơi uy tín để mua được sản phẩm chính hãng chất lượng nhất. Nu Skin 88 khuyên anh chị nên tìm đến những nhà phân phối chính thức của công ty. Sản phẩm anh chị nhận được luôn phải kèm theo hóa đơn hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày nếu có xảy ra bất kỳ một loại kích ứng nào. Đây là quyền lợi mà công ty cung cấp cho khách hàng và nhà phân phối phải đặc biệt tuân thủ. Nuskin88.com chính là một kênh phân phối chính thức của Nu Skin Hoa Kỳ mà anh chị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn để mua sản phẩm. Với sự tư vấn tận tâm tận tình của đội ngũ tư vấn viên nhiều kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng chi tiết, theo dõi sát sao quá trình sử dụng sản phẩm, hỗ trợ đổi trả sản phẩm hoàn tiền trong vòng 7 ngày nếu như xảy ra kích ứng, hỗ trợ đăng ký khách hàng thân thiết của công ty để hưởng giá nhà phân phối và tham gia vào các chương trình ưu đãi của công ty dành cho khách hàng thì anh chị hãy hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại Nu Skin 88 nhé. Đặc biệt, Nu Skin 88 xin đưa ra các cam kết để đảm bảo niềm tin của khách hàng luôn luôn được đặt đúng chỗ. Đó là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, anh chị sẽ được hoàn lại 300% số tiền trên tổng giá trị hóa đơn. Nu Skin 88 nhận giao hàng nhanh toàn quốc, khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu không đúng thì sẽ được hoàn trả lại. Cam kết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài nhất từ công ty Nu Skin. Anh chị nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp nhanh nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay và hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng với những người thân yêu. Nu Skin 88 chúc anh chị sẽ có một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm và những ưu đãi khủng từ Nu Skin 88 nhé. Hẹn gặp lại ở những video sau.